Xin chào các bạn, mình là Thiên Ngân. Thì ở phần listening, đa số các bạn khi mà các bạn tập trung vào làm đề và tra đáp án thì có đến 50% các bạn khi mà các bạn luyện tập là các bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang một cái phần khác để mà làm. Thì đây là một trong số những cái sai lầm. Và các bạn làm nhiều đề thì thật sự là rất là tốt để mà có thể phát triển được xa cũng như sâu hơn. Nhưng mà các bạn cần phải tìm ra là mình đã gặp những cái lỗi sai gì và sai ở đâu để mà mình khắc phục, chứ đừng bao giờ lặp lại cái lỗi sai đó. Và ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay thì Ân sẽ hỗ trợ cho các bạn là trong cái quá trình làm bài test về listening, đặc biệt là listening trong IELTS, để làm sao có thể làm bài một cách hiệu quả nhất. Rồi, đầu tiên á, bước 1 đó là cái việc mà chúng ta bắt đầu vào làm bài. Tại vì đa số các bạn khi mà các bạn làm bài về listening á, thì các bạn thường là các bạn nhảy vào, các bạn làm luôn, các bạn mở audio ra, các bạn luyện nghe luôn, và các bạn không có một cái bước chuẩn bị trước. Các bạn biết đó là cho tới cái việc mà làm bài á, thì người ta vẫn cho các bạn một cái khoảng thời gian nghe thử vào ngày trước nha, để mà các bạn có thể là các bạn có sơ qua về cái mục đang có ở trong cái phần bài test. Thì cái cách mà để hay nhất mà để các bạn chuẩn bị, tại vì cái này là đi học đang ôn học ở nhà chứ không phải là đi thi, thì rành ra các bạn có một cái bước chuẩn bị kỹ càng hơn cho cái quá trình mà các bạn làm bài. Cụ thể là các bạn nên có khoảng tầm ít nhất nha là từ 10 đến 15 phút các bạn ghi chép lại những cái từ vựng mà các bạn chưa biết vào một quyển vở hoặc là một cái tờ giấy. Thì chính cái quyển vở đó nó sẽ là gom lại những cái trường từ vựng mới cho các bạn, để mà các bạn có cái phần chuẩn bị, và thậm chí là những từ mới đó nó sẽ giúp được cho các bạn trong cái phần các bạn làm về speaking hay là về phần writing nữa. Rồi, cái thứ hai á, là bạn cần phải dành ra một khoảng thời gian vừa đủ để mà tra hết tất cả những cái phiên âm của cái phần nghe đó. Và các bạn cần phải kiên trì, bởi vì khi các bạn nắm được chuẩn về cái phiên âm á, thì các bạn có thể là học vừa và là về từ vựng mà vừa là về phát âm nữa. Và khi mà các bạn đã hiểu hết tất cả những cái từ vựng mà nó đã có trong bài rồi á, thì lúc mà các bạn đến với phần listening á, các bạn sẽ làm bài tốt hơn. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo, bước 2, các bạn phải đọc và hiểu thật sự là cái đoạn văn đó nói cái gì, cái câu hỏi đặt ra là gì, và cái chủ đề chính của cái phần nghe đó là gì. Khi mà các bạn biết được cái chủ đề chính rồi, thì các bạn sẽ có được một cái sự mường tượng vừa đủ để mà các bạn nắm được những cái sự vật sự việc nó quay xung quanh đó. Bởi vì các bạn cũng biết là có những từ nó là từ đồng nghĩa, đối với trường hợp này nó sẽ mang nghĩa này, nhưng đối với trường hợp khác nó sẽ có nghĩa khác, đúng không nào? Cho nên các bạn cần phải chuẩn bị về cái phần đó. Bước thứ ba, bước này cũng khá là quan trọng, là trong cái phần mà các bạn làm phần nghe thì các bạn nên cố gắng là nghe ở một nơi nào đó mà nó có gọi là nó khử được âm tốt nhất, hay nói cách khác là trong cái môi trường đó nó nên cố gắng là hạn chế được tiếng ồn tối đa. Và khi mà các bạn hiểu ý rồi thì các bạn nên đọc lại cũng như là check lại về pronunciations. Về phần pronunciations này á, mà các bạn coi thử xem là mình đã được dịch nó được gọi là chuẩn nghĩa chưa. Vừa nghe thì các bạn nên gọi là mất mấy môi á, các bạn đọc theo, và sau đó thì các bạn luyện cái tư duy là đọc đến đâu thì hiểu tới đó. Cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái tốc độ gọi là phản xạ nhanh trong cái phần nghe đó. Hay nói cách khác là khi mà các bạn nghe và các bạn tập mất mấy môi nói theo, các bạn vừa luyện được cái pronunciations của mình, và cái hai là các bạn vừa nắm được rõ về cái phần nghe, cũng như là các bạn làm quen với lại ngữ âm, chữ nghĩa luôn ha, để mà các bạn có thể ứng dụng vào trong những cái phần thi sau này. Khi mà đi thi thực tế các bạn sẽ đỡ phải ngợp hơn là chỉ là tập trung vào nghe không. Nếu như các bạn chỉ tập trung ngồi và nghe không, các bạn sẽ dễ bị đau đầu và nó dễ bị đập mệt cho các bạn. Rồi, bước thứ tư, bước này nó sẽ hơi lạ một chút xíu, có thể là có một số bạn là chưa bao giờ thử qua, đó là nghe chay. Tức là đối với nghe chay á, không phải là nghe mà không nghĩ gì tới nó. Thật ra chúng ta sẽ nghe và chúng ta đập hết tâm trí của chúng ta vào trong phần nghe, tức là chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta sẽ không xem đề, chúng ta sẽ không đọc bất kỳ cái đoạn văn bản nào hết, chúng ta chỉ tập trung vào trong cái phần nghe đó để mà có thể là chúng ta lấy được cái nghĩa, ngữ nghĩa của nó trước, và rồi chúng ta nắm được cái ngữ nghĩa của nó, chúng ta hiểu nó mà không cần phải nhìn vào trong cái phần bản văn. Cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn có thể là nắm bắt được cái ý nghĩa, và nhiều khi nha, có những cái phần mà phần trick, tức là người ta sẽ nói về cái vấn đề đó nhưng mà người ta sẽ không đưa vào trong cái đoạn văn đầu, thì nhiều khi các bạn khi mà các bạn đi theo cái đoạn văn á, các bạn sẽ dễ bị hụt. Và đối với cái việc như vậy thì các bạn luyện mà nghe không cần phải nhìn đoạn văn, thì cho dù các bạn có bị mất gì
nhịp hay không thì các bạn vẫn nắm được cái ý chính của cái phần văn đó rồi, và các bạn không sợ bị mất nhịp nữa. Và bước thứ năm là chúng ta bắt tay vào làm bài. Khi mà nghe và khi mà chúng ta làm bài, chúng ta cần phải có một cái sự nghiêm túc trong phần làm bài văn, cho dù là chúng ta đang học ở trên trường lớp hay là chúng ta đang tự học ở nhà. Và đặc biệt hơn là khi mà chúng ta đi thi, đúng không? Đi thi chắc chắn là chúng ta phải tập trung rồi, mà làm ở trên trường hay là ở nhà cũng vậy. Khi mà các bạn tự học thì các bạn cũng phải làm cái động thái giống như là các bạn đi thi ở trên trường vậy đó. Đừng tra đáp án vội. Đối với phần mà các bạn tra thì các bạn nên kiểm tra về cái transcript của các bạn. Khi mà các bạn dịch xong rồi á, các bạn dịch ở phần cuối trang á, thì các bạn có phải hiểu rõ là tại sao mình sai ở chỗ nào, vấn đề của mình gặp trong cái phần đó là gì, để mà mình không có bị tái phạm nữa. Và khi mà các bạn phân tích thì các bạn nên cố gắng phân tích thật kỹ những cái câu sai, bởi vì khi mà các bạn đào sâu đó thì các bạn sẽ giúp cho bản thân của các bạn tự học bởi chính những cái lỗi lầm của các bạn đã bị. Đồng thời khi mà các bạn áp dụng vào trong cái phần mà các bạn làm bài nghe á, thì các bạn nên đề xuất những cái giải pháp để mà cải thiện cho chính bản thân mình. Thì ví dụ như là khi mà sai ở một cái đoạn mà chứa từ mới mà mình không biết á, thì mình sẽ ghi chú cái từ đó lại để mà mình có thể mình có được một cái gọi là có một cái trường từ vựng nó rộng hơn. Hoặc là khi mà mình sai do cái cách mà mình nắm bắt về cái phần phát âm, thì mình nên tra từ điển xem là cái từ đó nó phát âm như thế nào, ghi chú lại. Hoặc mình có thể search lên trên Google á, thì Google có thể đọc cho mình nghe, còn mình nắm được cái ngữ âm của cái từ đó luôn. Ok, bước 7 và bước 8 là khi mà các bạn kiểm tra. Thì đầu tiên bước 7 là các bạn kiểm tra xem là cái phần mà mình làm á, đáp án so với cái bài của mình. Tức là ban đầu mình chưa có dò đáp án nha, mình chỉ dò xem là cái phần mình làm mình cảm giác có đúng hay không. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đáp án luôn, là nó có thực sự là đúng với cái kết quả của đề hay không. Và ghi lại tất cả những cái từ vựng, cũng như là ghi nhớ lại hết tất cả những cái gì mà kiến thức mà mình mới học, cũng như những cái lỗi sai của mình để mà mình áp dụng. Có thể thấy là cái phần mà khi mà các bạn làm trong cái phần listening thì nó sẽ bao gồm cả về grammar lẫn reading, right? Grammar và reading và cả về speaking nữa. Thì khi mà các bạn làm phần listening thì các bạn nên cố gắng là đừng có để cho mình bị tốn quá nhiều thời gian chỉ bởi một cái kỹ năng. Mặc dù anh biết là nếu mà các bạn luyện thì các bạn sẽ tập trung vào trong những cái kỹ năng này, những kỹ năng kia, chúng ta sẽ tập trung vào đào sâu về một kỹ năng thôi. Nhưng vì gì chúng ta lại không gọi là áp dụng những kỹ năng khác vào cùng lúc với lại khi chúng ta học về kỹ năng này, đúng không nào? Tôi nói ví dụ như cũng là bước chính của mình luôn, đó là khi mà các bạn học về listening á, thì các bạn cũng có thể áp dụng vào trong cái phần speaking của các bạn bằng cái việc là các bạn nghe và các bạn đọc lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc thành tiếng, chúng ta sẽ nhại lại cái đoạn băng đó. Hoặc chúng ta có thể có một cái biện pháp gọi là đôi đó nó sẽ hơi tốn sức một chút xíu hơn, nó hơi mất thời gian hơn một chút xíu, đó là chúng ta khi mà chúng ta làm cái phần nghe xong, chúng ta sẽ ghi âm lại, rồi sau đó chúng ta đọc lại coi là cái giọng của mình, cái ngữ âm của mình nó có giống với lại cái ngữ âm của cái phần bài chưa. Đặc biệt là đối với những cái phần nào mà điện từ, mà khi người ta đọc cả một cái đoạn á, thì mình thử mình đọc theo, mình nhại theo xem là cái ngữ âm của mình đã có thực sự chuẩn hay chưa, hay là mình đã thử mình đọc trước cái đoạn đó trước rồi sau đó mình nghe lại xem là có từ nào mình đọc sai. Ok, thì đó là 9 bước. Thực sự 9 bước này nó rất là cơ bản và có nhiều bạn là đã làm xong rồi, có những bạn là đang áp dụng, hoặc là có những bạn chỉ áp dụng vào khoảng tầm 2 cho tới 3 hoặc là 4 cho tới 5 bước trên 9 bước này thôi. Thì đây là những bước mà mình tổng hợp được để mà các bạn có thể là có một cái cách học về listening một cách hiệu quả nhất. Hiện tại bây giờ thì cái về tình hình dịch bệnh cũng như là về virus corona thì các bạn sẽ không có ra đường nhiều. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở